Trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta cách để có thể làm việc với chữ ở trong Adobe Illustrator. Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm channel này thì Uyên xin giới thiệu một chút. Với kênh này, Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta các thủ thuật về Adobe Photoshop, Adobe Illustrator và các vấn đề khác liên quan đến thiết kế đồ họa dành cho người mới bắt đầu và tất cả nội dung trên kênh YouTube này hoàn toàn miễn phí. Đây là video bài thứ 20 của chuỗi series chinh phục Adobe Illustrator trên kênh YouTube của Uyên. Thì nếu mà bạn nào chưa theo dõi cái series này, Uyên có đính kèm đường link của nó trong phần mô tả video ở bên dưới. Bạn có thể click vào và chúng ta truy cập xem những video đầu tiên của chuỗi series này nhé. Với chuỗi series này thì Uyên dành hoàn toàn cho người mới bắt đầu chưa biết gì về Adobe Illustrator cả và bạn có thể hoàn toàn theo học từng bài trong cái chuỗi series này và chúng ta có thể hiểu được cách sử dụng các công cụ ở trong Adobe Illustrator như thế nào. Và song song với đó thì Uyên cũng có chia sẻ cho chúng ta một vài cái mẹo nhỏ cũng như là cái cách để tư duy tạo ra những cái hình đó với những cái shape cơ bản như thế nào, hạn chế sử dụng pen tool và chúng ta có thể sử dụng được tất cả các công cụ của Adobe Illustrator một cách đa dạng hơn. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Trong bất kỳ một thiết kế nào thì chữ và hình ảnh là hai cái không thể thiếu được. Thì tất cả những video vừa rồi Uyên đã chia sẻ cho chúng ta những công cụ để có thể làm việc với hình ảnh, làm việc với object, những shape ở trong Adobe Illustrator. Thì trong video này Uyên sẽ nói về chữ. Thì chữ ở đây các bạn sẽ hiểu là chúng ta sẽ chia ra làm hai loại. Một là character, ký tự Hai là paragraph nghĩa là một cái đoạn văn bản. Thì đầu tiên Uyên sẽ chia sẻ về character trước nha. Đối với lại character, ở trong Adobe Illustrator thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ Type Tool, cái công cụ hình chữ T này, phím tắt của nó là chữ T, bạn có thể click vào và chúng ta chọn cái công cụ này. Thực ra là trong cái nhóm công cụ này khi mà chúng ta mở cái công cụ ẩn của nó ra, bạn có thể thấy là chúng ta có khá là nhiều những cái công cụ chữ ở dưới này. Tuy nhiên thì Uyên sẽ dành video sau để Uyên giải thích cũng như là hướng dẫn cho chúng ta những cái công cụ ở trong cái nhóm công cụ ẩn này. Và video này thì Uyên sẽ chỉ tập trung vào những cái chính ở trong cái type tool mà thôi. Khi mà chúng ta chọn cái công cụ này, chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta tạo chữ ở trong Adobe Illustrator. Thứ nhất là các bạn chỉ cần click một cái thôi, tự động nó sẽ tạo cho chúng ta một cái văn bản ngắn gồm hai từ. Ở đây Uyên sẽ phóng to cái từ này lên cho các bạn dễ nhìn ha. Nó sẽ là hai cái từ lorem ipsum này. Lorem ipsum là một cái gọi là dummy test, nghĩa là test giả thôi. Khi mà chúng ta làm việc ở trong bất kỳ một cái phần mềm thiết kế đồ họa nào mà các bạn không có cái nội dung test thật để chúng ta làm việc thì phần mềm sẽ cho phép chúng ta là tạo ra những cái test giả để chúng ta có thể sử dụng vào trong những cái thiết kế của mình. Những cái test này hoàn toàn là vô nghĩa nha. Thì ở đây ấy, khi mà chúng ta click một cái như thế này, người ta gọi cái phần này là Live Type. Live nghĩa là chỉ có một hàng thôi. Và thông thường thì nếu mà ví dụ như các bạn có một cái câu ngắn hoặc là chúng ta có ít ký tự thì Uyên khuyên là chúng ta nên sử dụng cái Live Type này. Rồi trong cái Live Type này khi mà chúng ta muốn di chuyển thì các bạn chỉ cần dùng cái công cụ Selection ở đây các bạn click chọn vào nó và chúng ta di chuyển đến bất kỳ một cái vị trí nào mà mình muốn. Và cái cách thứ hai nữa là các bạn cũng sử dụng cái công cụ Type Tool này và các bạn sẽ kẻ một cái khung, kẻ một cái khung như thế này. Thì bạn thấy là tự động cái chữ của chúng ta nó cũng sẽ fill vào trong cái khung này luôn. Thì cái khung này người ta sẽ gọi nó là Area Type. Để bên gõ lên trên này ha. Đó, Area Type. Nó sẽ là một cái khung như thế này. Và các bạn để ý là khi mà chúng ta sử dụng cái Line Type này này, À, lúc đầu Uyên click tạo ấy, nó là một cái size chữ rất là nhỏ, mặc định của nó là khoảng có 12 point. Và thì khi mà Uyên đã tăng cái size của cái chữ này lên là 60 point, thì khi mà chúng ta vẽ cái khung văn bản này, nó cũng sẽ tự động nó nhận cái format là cái 60 point trong cái thao tác gần nhất mà mình đã chỉnh. Rồi ở đây bạn có thể cân chỉnh bất kỳ một cái kích thước nào. Rồi Uyên đây ví dụ như là Uyên đưa nó về 24 point như thế này ha. Thì bạn có thể thấy là với cái khung này, nếu mà chúng ta phóng to hoặc là thu nhỏ, nó sẽ tự động rớt xuống hàng, tự động rớt xuống hàng. Cho nên là trong trường hợp mà chúng ta muốn làm việc với lại paragraph, nghĩa là muốn làm việc với lại một cái đoạn văn bản, thì chúng ta mới kẻ cái khung này ra. Còn nếu mà chúng ta chỉ sử dụng với lại một vài từ ngắn hoặc là một vài cái câu ngắn ngủn thôi, không cần thiết là chúng ta phải xuống hàng mặc định như thế này, thì các bạn chỉ cần click một cái, nó sẽ tạo cái lifetime này, bạn không cần phải tạo nguyên một cái khung. Thì thông thường Uyên thấy là có rất là nhiều bạn hay bị lạm dụng ở cái chỗ này, không biết là do cố tình hay là vô ý, nhưng mà Uyên thấy đa số các bạn sử dụng ngay cả về Photoshop lẫn Illustrator thì thông thường khi mà chúng ta chọn vào cái công cụ Type các bạn hay vẽ một cái khung ra sau đó chúng ta mới nhập. Mặc dù cái văn bản của bạn chỉ có một vài từ bạn cũng quen với một cái thao tác là chúng ta kẻ cái khung ra như vậy thì nó sẽ có một vài cái vấn đề mà khi mà chúng ta kẻ cái khung ra mà sử dụng ít chữ quá nó sẽ không được phù hợp cho lắm. Do đó là trước khi chúng ta làm việc với chữ ở trong bất kỳ một phần mềm thiết kế đồ họa nào thì các bạn cần phải xác định rõ là chúng ta sẽ làm việc trên live type hay là làm việc trên area type là một cái khung văn bản. Xác định trước và chúng ta sẽ làm nó được hiệu quả hơn cũng như là dễ dàng thao tác và quản lý trong những cái bước sau này hơn. Rồi, uyên lấy ví dụ nha khi mà chúng ta có một cái khung văn bản như thế này và cái chữ này nó đang bị ít quá này. Các bạn muốn fill cho nó đầy hết cái văn bản, hết cái khung này luôn. Bạn có thể click phải chuột vào nó và ở trong này chúng ta sẽ có một cái lệnh là fill with placeholder test bạn sẽ click vào đây và tự động nó sẽ fill cho chúng ta một cái đoạn test rất là dài đó cái khung của chúng ta tới đâu thì cái test của chúng ta nó sẽ dài tới đó bạn cứ fill vào và đây hoàn toàn là test giả dạ, không có nghĩa cho nên là bạn có thể thoải mái sử dụng nó không có vấn đề gì cả rồi bây giờ uyên lấy ví dụ nha trong cái phần live này nếu mà các bạn phóng to khi mà chúng ta kéo một cái cạnh nào đó ở đây này đó kéo phần cạnh ngang này ra đi bạn có thể thấy là cái chữ của chúng ta nó sẽ bị bóp méo nó sẽ bị bóp méo cái chữ. Thì uh, tuyệt đối chúng ta không bao giờ được làm bóp méo chữ ha. Nguyên phóng to lên một chút cho các bạn dễ nhìn. Thì tuyệt đối là chúng ta sẽ không nên bóp méo cái chữ như thế này. Rồi trong trường hợp nếu mà chúng ta đang có một cái light type như thế này và các bạn muốn convert, chuyển nó thành cái area type, thì lúc đó chúng ta sẽ vào trong menu type, các bạn sẽ chọn là convert to area type. Các bạn click chọn vào thì tự động cái này nó sẽ chuyển thành cái area type. Thì với cái area type bạn sẽ thấy là nó có thêm hai cái điểm neo nè. Đó hai cái điểm neo mà màu xanh xanh á. Còn nếu mà hồi nãy chúng ta sẽ không có hai cái điểm đó, bạn thấy không? Nếu mà cái line type nó sẽ không có hai cái điểm neo màu xanh. Và khi mà chúng ta convert to area type nó sẽ tự động chuyển qua hai cái màu xanh này cho chúng ta. Đó, phóng to thu nhỏ. Thì khi mà chúng ta kéo cái khung này, bạn thấy không? Nó chỉ tạo thêm những cái khoảng trống, nó không ảnh hưởng gì đến cái chữ của chúng ta cả, nó không làm bóp méo chữ mà nó chỉ có mở rộng thêm những cái khoảng phạm vi khoảng trống này cho chúng ta thôi. Và chúng ta cũng sẽ có một cái là convert to point type đó. Nó là line type hoặc là point type đều được cả. Rồi trong trường hợp khi mà chúng ta có cái chữ như thế này và các bạn muốn thay đổi phông chữ cho nó thì sẽ có một vài chỗ để chúng ta có thể thay đổi phông chữ thứ nhất là các bạn có thể thay đổi trực tiếp ở trên cái thanh control ở trên này đó bạn có thể click vào đây và chúng ta sổ ra cái list những cái phông chữ mà chúng ta đang có ở trong cái máy của mình thì thông thường những cái phông chữ này nó sẽ bao gồm tất cả những cái phông chữ nào bạn cài ở trong máy và đối với những phần mềm adobe thì nó sẽ có thêm một cái gọi là typekit thì typekit là những cái mà cái bộ cái bộ phông uh, online của adobe và khi mà chúng ta sử dụng cái Creative Cloud và chúng ta có thể sinh những làm chúng ta có thể đồng bộ cái cái bộ thư viện phông ở trên cái Typekit đó về cái phần mềm của mình mà không cần thiết là chúng ta phải cài cái phông đó vào trong máy nó là một dạng như là lưu trữ online vậy đó thì nó sẽ có hai loại như vậy đối với lại tất cả những phần mềm đồ họa của Adobe tuy nhiên thì nếu mà bạn nào sử dụng Creative Cloud có bản quyền thì mới sử dụng được cái phần Typekit này còn nếu bạn nào sử dụng những cái không có bản quyền thì Uyên không chắc chắn là chúng ta có sử dụng được hay không ha. Rồi chúng ta có thể chọn bất kỳ một cái phông chữ nào mà bạn yêu thích. Bạn có thể di chuyển ở trong này chúng ta xem trước, xem trước cái phông đó là gì và chúng ta có thể chọn những cái phông đó. Thì đây Uyên có rất là nhiều phông ở trong máy. Có thể là Uyên click chọn đại một cái nào đó cho các bạn xem thôi. Ok. Đó là cái vị trí thứ nhất, chúng ta có thể thay đổi phông. Ngoài ra thì đây là cái phần style của nó này, rồi đây là cái size kích thước của phông chữ. Bạn cũng có thể click chọn ở trong này những cái size chữ mình mong muốn hoặc là chúng ta có thể nhập cái thông số vào đây. Bạn muốn size chữ bao nhiêu, bạn sẽ nhập cái thông số vào đây. Ok, không vấn đề gì cả. Rồi một cái vị trí thứ hai mà chúng ta có thể hiệu chỉnh được đó là các bạn có thể click vào cái chữ character ở đây nè, click vào cái chữ character này nó cũng sẽ tự động nó mở cái bảng character panel cho chúng ta và bạn có thể hiệu chỉnh bất cứ cái gì trong cái bảng này cũng được. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể vào trong menu Window, chọn là Type và các bạn mở cái bảng character, phím tắt là command hoặc control T. Đây là cái bảng character này, nó nằm ở cái góc dưới này để bên kéo nó lên cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có một cái bảng character như thế này và mặc định bạn thấy không là nó đang có rất là ít những cái tùy chọn ở đây thì bạn có thể click vào trong ba cái gạch này chúng ta click và chúng ta chọn là show option để chúng ta mở ra tất cả những cái tùy chọn của nó đây là một cái bạn đầy đủ còn nếu mà các bạn muốn rút gọn nó lại không sử dụng những cái này thì bạn có thể click chọn hai option đó tùy theo nhu cầu của mình tuy nhiên thì uyên vẫn khuyên là thôi mình cứ show option ra đi có nhiều cái option mình chọn cái gì đó nó cũng sẽ nhanh hơn và một vị trí thứ ba mà chúng ta có thể hiệu chỉnh character đó là các bạn có thể vào trong menu window và các bạn mở cái bảng properties bảng property này ha bạn có thể thấy này trong cái phần properties ở bên dưới nó cũng cho phép chúng ta hiệu chỉnh những cái character thì bạn muốn tùy chỉnh ở chỗ nào cũng được tùy theo nhu cầu của mình bạn cảm thấy là cái nào nó đơn giản nó dễ hơn thì bạn sẽ chọn vào đó và chúng ta sẽ hiệu chỉnh và ở đây cái phím tắt để chúng ta có thể tăng giảm sai chữ ví dụ in chọn cái này ha bạn có thể nhấn phím control, shift và cái phím mà dấu chấm và dấu chấm hoặc là dấu phẩy ấy, cái phím mà có cái đóng mở ngoặc nhọn á. Đó bạn có thể nhấn ha, control shift chấm này, nó sẽ tăng cái size lên. Hoặc là control shift phẩy, nó sẽ giảm cái size xuống. Đó bạn có thể dùng cái phím tắt như thế này để chúng ta tăng giảm cái size chữ của mình. Đó. Và ngoài ra thì có một cách nữa đó là giống hồi nãy Uyên làm vậy đó. Bạn giữ phím Shift và chúng ta kéo cái góc này. Đó, chúng ta kéo. Kéo cái góc này thì cũng sẽ tự động nó tăng cái size chữ lên cho chúng ta. Và ở đây nếu mà trong trường hợp chúng ta giữ phím Shift và chúng ta kéo cái góc này đi thì cái thông số nó sẽ bị lẻ. Bạn thấy không? Thông số nó sẽ bị lẻ như thế này. Để làm tròn nó thì bạn sẽ click vào cái mũi tên này để chúng ta tăng hoặc là giảm. Đó, nó sẽ làm tròn về cái số gần nhất đối với lại cái cái sai chữ mà bị lẻ đó nên là các bạn có thể click chọn ở trong này chúng ta tùy chỉnh cho phù hợp ha. Rồi đối với lại cái thông số này nếu bình thường chúng ta click cái mũi tên này nó sẽ tăng hoặc là giảm một point. Ở đâu cũng được cả, bạn nào cũng được cả. Nó sẽ tăng hoặc là giảm một point cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta giữ phím Shift mà chúng ta click vào cái mũi tên này thì tự động nó sẽ tăng 10 point theo số chẵn. Vì đây ví dụ như hồi nãy mình đang để một cái size lẻ như vậy ha, 72 này, size lẻ này. Giữ phím shift, click vào cái mũi tên, bạn thấy ông tự động nó làm tròn lên cái số tròn nhất gần nó trước là 80, rồi sau đó chúng ta click tiếp nó sẽ lên 90, 100 này, đó, nó sẽ lên 10 point, 10 point. Giảm xuống cũng vậy. Nghĩa là đang là cái số lẻ, nó sẽ làm tròn thành một cái số cao hơn hoặc là thấp hơn gần với nó nhất. Rồi nó mới tăng hoặc là giảm thêm 10 point, 10 point nữa bằng cách là chúng ta giữ shift Rồi bây giờ trong cái bảng Character Panel này, Uyên sẽ giới thiệu cho chúng ta một vài cái tính năng chính của nó. Thứ nhất là chọn phông chữ. Ở đây chúng ta có thể chọn ha, phông Family là một cái phông chữ gì đó bạn có thể chọn. Ví dụ như bây giờ Uyên sẽ đưa về cái Montserrat, bởi vì cái Montserrat này là một cái mà nó cũng có khá là nhiều những cái tùy chỉnh khác nhau này bạn thấy không? Nó có Montserrat Regular, Montserrat Italic, rồi nó có nhiều cái loại. Cho nên là đây sẽ chọn cái phông Montserrat này rồi cái ô thứ hai này cho phép chúng ta là chọn những cái loại những cái style của nó là italic hoặc là bold hoặc gì đó nó sẽ nằm trong cái ô thứ hai này rồi cái ô tiếp theo ở bên dưới nó có hai cái chữ t này là size chữ khi mà chúng ta rê con trỏ chuột vào bạn cũng thấy là nó sẽ hiện cái 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 mô tả của cái ô này là cái gì đó set the phone size này đó, nó sẽ tăng hoặc là giảm size chữ rồi cái ô bên này là leading. Leading là gì? Leading là khi mà chúng ta có hai hoặc nhiều hàng. Ví dụ như cái này đưa nó xuống hàng như thế này ha. Thì cái khoảng cách hàng của nó nó sẽ gọi là leading. Ở đây bạn có thể tăng hoặc là giảm nè. Đó, ví dụ Uyên tăng này, bạn thấy không? Nó sẽ càng ngày nó càng xa ra và khi mà Uyên giảm nó xuống thì càng ngày nó sẽ càng gần lại. Thì ở đây bạn có thể cân chuyển cái leading. Thì cái leading này nó sẽ tính bằng khoảng cách từ cái đường chân chữ, cái đường baseline của cái hàng trên cho đến cái đường baseline ở cái hàng dưới nó sẽ so sánh hai cái đường baseline đó. Còn nếu mà bạn nào chưa hiểu baseline là cái gì thì uh, uyên sẽ zoom lên, thì uyên sẽ mở lên cho các bạn xem. Uh, baseline nó sẽ là cái đường như thế này, nó gọi là cái đường chân chữ. tất cả những cái chữ của mình nó sẽ nằm trên một cái đường như thế này gọi là đường baseline. thì cái phần leading này nó sẽ tính khoảng cách từ cái đường baseline của hàng trên xuống cái đường baseline của hàng dưới, nó sẽ giãn ra hoặc là hẹp lại tùy theo cái thông số bạn chỉnh ở đây là số dương hay số âm. Rồi tiếp theo, cái tiếp theo chỗ này là kerning. Kerning là khoảng cách giữa hai ký tự. Thì ở đây, Uyên lấy ví dụ nha, nếu mà bạn cảm thấy là cái chữ Y và cái chữ N này nó xa nhau quá, bạn muốn là cho khoảng cách nó hẹp lại, thì chúng ta có thể chọn công cụ type, bạn chọn để cái con trỏ chuột nằm ngay giữa chữ Y và chữ N này. Và các bạn sẽ tăng giảm cái phần kerning này. Chẳng hạn như Uyên giảm nó đi nè. Đó. Bạn sẽ thấy ông càng ngày nó càng xích vô. Bên giữ ship Uyên tăng giảm 10 point cho nó nhanh. Đó, bạn thấy không? Tăng giảm cái khoảng cách từng ký tự một. Thì thông thường để cho cái chữ của mình nó đẹp thì các bạn nên chú ý đến cái phần kerning này. Nếu mà cái chỗ nào bạn cảm thấy là nó không được cân đối, bạn có thể vô đây. Chúng ta tùy chỉnh cái phần kerning khoảng cách giữa hai các ký tự lại cho nó đều, cho nó đẹp. Rồi cái thứ tư ở bên này, nó ghi là set the tracking for the select character. Thì ở đây bạn có thể chọn bất kỳ một cái character nào. Uyên đưa nó về một hàng ha. Cho dễ làm việc thôi. Rồi ví dụ với cái character này, Uyên set cái tracking này ha. Tăng hoặc là giảm này. Đó bạn thấy không? Tự động nó sẽ giãn ra, nó sẽ ép những cái khoảng cách vào giữa các ký tự của mình nó càng ngày nó sẽ càng cộng thêm cộng thêm. Hoặc là khi mà chúng ta giảm nó đi thì càng ngày cái chữ chúng ta nó sẽ càng sát lại. Và lúc này thì bắt buộc chúng ta phải bôi đen, bôi đen cái phần nào mà chúng ta muốn hiệu chỉnh bạn phải bôi đen nó. Thì tất cả những cái ký tự nằm ở trong cái phần bôi đen đó nó sẽ chịu ảnh hưởng đều nhau hết luôn. Chứ không phải là chỉ riêng một cái ký tự nào cả. Thì cái phím tắt để chúng ta có thể cân chỉnh ba cái này. Đó là chúng ta có thể giữ phím an. Giữ phím an ha. Và các bạn lích mũi tên sang trái hoặc sang phải. Bạn giữ phím an, bạn click mũi tên sang trái hoặc sang phải, nó sẽ tự động nó giảm, tăng hoặc là giảm cái tracking này. Rồi nếu mà chúng ta để một cái con trỏ chuột ở giữa hai ký tự nào đó và bạn cũng giữ phím an, bạn click mũi tên trái hoặc là phải thì tự động nó cũng sẽ tăng hoặc là giảm cái phần khoảng cách ở giữa hai ký tự như thế này. Rồi nếu mà về cái phần leading thì ở đây bạn có thể chọn hai hàng này, chúng ta cũng giữ phím an ha và chúng ta nhấn mũi tên lên hoặc là xuống, thấy không? Đó. Mũi tên lên hoặc là xuống, giữ phím an và chúng ta click thôi thì tự động nó cũng sẽ thay đổi cái leading cái khoảng cách hàng của hai hoặc nhiều hàng tùy theo cái số hàng mà chúng ta bôi đen chúng ta chọn nó. Và ngoài ra nữa thì ở dưới này nó sẽ có thêm một vài cái tính năng, bạn có thể click và chúng ta trải nghiệm thử cũng được thì Uyên sẽ không cần giới thiệu để cho nó đỡ mất thời gian. Ở đây là những cái này là để cho chúng ta scale nghĩa là biến dạng cái chữ. Tuy nhiên thì Uyên không khuyến khích chúng ta biến dạng ở hai cái chữ, hai cái ô này. Rồi cái phần này là để cho chúng ta cân chỉnh cái cái baseline của cái chữ đó lên hoặc là xuống. Ví dụ ở đây Uyên có cái chữ E này Uyên muốn cho nó cao lên hơn cái phần baseline Uyên sẽ chỉnh ở đây. Đó bạn thấy không? Hoặc là xuống thấp hơn cái baseline sẽ chỉnh ở đây tùy theo nhu cầu của mình mình có thể hiệu chỉnh cái gì đó bất kỳ và đây là cái xoay cái xoay cái ký tự của mình xoay đi rồi những cái ở dưới này là on caps là biến cái chữ thường thành chữ in hoa hoặc là cái này là small cap, nghĩa là in hoa nhưng mà nó nhỏ hơn rồi cái này là cho chúng ta những cái giống như là cái số mũ lũy thừa đó giống như cái số mũ lũy thừa này còn cái nhỏ hơn này thì uyên lấy ví dụ như chúng ta có cái chữ H2O chẳng hạn thì bạn có thể chọn cái số 2 này và chúng ta chọn cái nhỏ nhỏ bên dưới này. Substrip này. Đưa nó nhỏ xuống thì chúng ta sẽ có được cái chữ nhỏ hơn và nằm ở bên dưới như thế này. Thì cái này tùy theo nhu cầu của mình. Bạn có thể vô đây chúng ta thử chọn một vài cái style, một vài cái hiệu ứng để chúng ta xem thử. Này gạch chân này, có cái này gạch giữa này, đó. Thì ở dưới này nó sẽ có một số cái bạn cứ tự mình trải nghiệm ha. Thì đó là tất cả những cái mà về cái bảng Character Panel Uyên muốn giới thiệu cho chúng ta và tiếp theo thì uyên sẽ giới thiệu về cái bảng paragraph paragraph thì chúng ta sẽ làm việc trên cái area type là cái khung như thế này ha bạn cứ hiểu nôm na cái paragraph là một cái đoạn văn và chúng ta phải yêu cầu có rất là nhiều chữ cho một cái đoạn văn như thế này thì chẳng hạn như là ở đây uyên sẽ thu nó lại cái bảng paragraph thì chúng ta cũng sẽ có những cái tùy chỉnh ở trên cái thanh control ở đây, tuy nhiên thì nó cũng ít thôi, nó không có nhiều. Bạn có thể click vào cái chữ paragraph này, mở cái bảng này ra, hoặc là vào trong menu window, type, chọn là paragraph. Đây là cái bảng paragraph của mình. Bạn cũng sẽ vô đây chúng ta show option ha, click vào ba cái gạch ở trên góc bên phải. Show option nó ra, ở đây mình đã show rồi, cho nên là nó sẽ có hiện lên là hai option. Thì đối với lại Paragraph, chúng ta sẽ có những tùy chuyện như sau. Thứ nhất là Align, Align là so hàng, so hàng với nó. Thì đây là chúng ta có này, so hàng, canh theo bên trái này, canh giữa này, canh phải này. Thì những cái này là những cái cực kỳ quen thuộc với các bạn rồi. Và ở đây là canh Justify, là canh đều hai bên. Thì đối với cái Justify của Adobe Illustrator, chúng ta sẽ có tới 4 cái tùy chọn Justify lận. Thứ nhất là justify, nhưng mà cái hàng cuối cùng nó là canh trái. Bạn thấy cái hàng cuối cùng nè. Đó, nó là canh trái ha. Nghĩa là nó chỉ có tới muốn muốn hết chỗ nào thì nó hết thôi, chứ không bắt buộc là phải đầy một hàng. Rồi cái này canh giữa, thì tất cả những cái hàng nào mà nó fill một cái hàng, nó đủ chữ để nó fill một hàng, thì nó canh justify. Còn những hàng nào ngắn hơn thì tự động nó sẽ chui ra giữa như thế này. Nó giống hàng hai cái hàng trên và dưới này, ngắn hơn. Nó sẽ tự động đưa ra giữa. Rồi cái thứ ba là canh justify nhưng mà vẫn theo bên phải. Tức là cái hàng nào mà ngắn hơn hàng cuối cùng. Cái hàng cuối cùng hoặc là cái hàng nào ngắn quá như cái title này nó cũng sẽ tự động nó canh về bên phải. Và cái tùy chọn cuối cùng là canh giữa hết hoàn toàn. Thì trong trường hợp nếu mà chúng ta canh giữa hết hoàn toàn nó sẽ xảy ra một trường hợp như thế này. Nghĩa là bạn thấy là cái chữ của chúng ta, cái hàng đó nó ít chữ quá, nó không đủ để chúng ta fill cái width của cái đoạn paragraph thì tự động nó sẽ ép vào những cái khoảng trống. Thì thông thường á, Uyên không khuyến khích chúng ta sử dụng cái tính năng này đâu bởi vì ví dụ như đây chỉ có hai từ thôi, tự động nó có một cái khoảng trống ở giữa, nó cách ra mỗi từ là một bên trông nó rất là kỳ. Còn nếu mà trường hợp như là cái đoạn paragraph của mình nó ngắn quá thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp là tự động nó thêm những cái khoảng trống vào ở giữa cái đoạn paragraph như thế này. Nó sẽ gây ra những cái lỗ hỏng ở trong cái paragraph của mình. Nên là Uyên không khuyến khích chúng ta sử dụng cái tính năng này hạn chế càng ít lỗ hổng càng tốt. Rồi một cái tính năng mà Uyên muốn các bạn lưu ý trong cái paragraph ở đây đó là chúng ta có một cái là hyphenate. Thì cái tính năng này khi mà chúng ta click chọn vào bạn để ý ha. Uyên zoom nó lên này. Cái từ này nè, cái từ vựng này nè, nó dài quá và đến đây thì nó đã hết cái width rồi, tự động nó xuống hàng. Thì nếu mà chúng ta bật cái tính năng hyphenate này lên thì nó sẽ ngắt cái từ đó, nó ngắt đôi cái từ đó ra và ở đây nó rớt xuống hàng này, bạn thấy không? Đó, nó có cái gạch rồi nó rớt xuống hàng. Còn trong trường hợp nếu mà chúng ta tắt cái tính năng này đi thì cái chữ này bạn thấy không? Nó không còn bị ngắt cái chữ nữa và cái phần cuối hàng này nó không còn những cái gạch gạch mà kết nối nối cái từ đó vô nữa, tự động nó sẽ fill đủ một cái từ đó nó mới xuống hàng. Hoặc là nếu mà chúng ta thấy cái từ đó nó dài quá, tự động nó cũng nhảy xuống hàng cho nó không có bị cắt đôi ra. Before nè, after này. Đó. Nó sẽ không bị cắt cái chữ ra như thế này. Thì thông thường bạn lưu ý nếu mà chúng ta làm với lại tiếng Anh thì uh, có thể là người nước ngoài người ta vẫn sử dụng cái tính năng này bởi vì cái chữ đó nó có bị cắt ra người ta vẫn đọc hiểu được. Còn nếu mà chúng ta dùng tiếng Việt mà chúng ta để cái tính năng ngắt như thế này này một cái chữ bên đấy chẳng hạn như là cái chữ Nguyễn họ của Uyên đi. Nếu chữ Nguyễn mà chúng ta ngắt ra tự dưng mới có tới N-G-U như cái chữ Ngu vậy đó xong rồi gạch một cái xuống dưới là Yễn người ta sẽ không hiểu được. Đến đây đang đọc, thứ nhất đọc tới cái chữ ngu là nó đã, đã thấy là có vấn đề rồi. Xong tới xuống hàng cái chữ yễn nó, nó không có ý nghĩa gì cả, nó bị sai với cái từ vựng cái ngữ pháp của tiếng Việt. Cho nên là Uyên cũng không khuyến khích chúng ta sử dụng cái tính năng này. Các bạn cố gắng tắt đi. Thì nếu mà trong trường hợp chúng ta tắt đi thì lại quay về cái vấn đề là nó tự động nó tạo ra những cái khoảng trống ở giữa. Tự động nó tạo ra những khoảng trống ở giữa để cho nó fill đủ một hàng. Thì ở đây bạn cũng sẽ lưu ý ha, cố gắng hạn chế làm sao càng ít cái khoảng trống càng tốt. Có thể là chúng ta sẽ tăng giảm cái size chữ này lên để cho nó không có bị khoảng trống này. Ví dụ như giảm xuống một point này, và thêm tự động cái chữ nó sẽ dày lên và nó sẽ fill vào, nó bớt cái khoảng trống đi. Nhìn cái đoạn paragraph của mình, cái texture của mình nó sẽ đều hơn, nó sẽ đều hơn và nó sẽ đẹp hơn. Rồi những cái tính năng ở bên dưới này thì bạn cũng có thể tự mình test cũng được, nên không cần hướng dẫn quá kỹ ở đây là những cái khoảng cách ở bên trái này khi mà bạn chọn ha tự động nó sẽ nhảy vào nó nhảy một vài pixel một vài point thì nó ít quá bạn không để ý đâu bạn có thể chẳng hạn như uh, uyên uyên tạo ra vài cái đoạn văn cho nó dễ nhìn ha đến đây uyên xuống hàng chẳng hạn xuống hàng này đó ví dụ uyên tạo ra nhiều các đoạn văn cho các bạn dễ nhìn thì nếu mà cái con trỏ chuột của mình nó đang nằm ở cái đoạn văn nào và chúng ta hiệu chỉnh bất kỳ cái gì trong những cái ô này thì ví dụ như giữ ship bên tăng cái này lên bạn thấy không? Tự động nó sẽ tăng cái khoảng cách bên trái của cái đoạn văn đó lên. Không cần thiết là chúng ta phải bôi đen cái đoạn văn đó. Chúng ta chỉ cần để cái con trỏ chuột ở cái chỗ nào thì cái đoạn văn mà đang chứa cái con trỏ chuột đó nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi những cái tùy chỉnh ở đây. Cái này là tạo khoảng cách bên trái. Cái này là tạo khoảng cách bên phải. Rồi cái này là giống như là xuống hàng thụt đầu hàng vậy đó. Chẳng hạn như là ở đây ha. Đó, Uyên chọn cái thông số này. Đó, thấy không? Nó sẽ gần giống như là xuống hàng thụt đầu hàng. Hồi xưa mình học chính tả cô hay đọc cho viết như vậy đó. Thì những cái này bạn có thể tự mình test được. Ở đây là khoảng cách khoảng cách trước đoạn và bên này là khoảng cách phía sau đoạn. Đây, khoảng cách này. Đó, thì tự động chúng ta sẽ hiệu chỉnh được những cái tùy chỉnh của paragraph ở đây. Rồi một cái vấn đề cực kỳ quan trọng trong cái paragraph này đó là khi mà chúng ta có một cái đoạn văn bản quá dài, bạn thấy ở đây chúng ta có một đoạn văn bản cực kỳ dài luôn á, thì với cái đoạn dài này, đến đây là nó nó hết rồi. Nếu mà chúng ta muốn hiển thị thêm, thì một là chúng ta phải kéo cái khung này ra, hai là chúng ta phải kéo theo cái chiều ngang hoặc chiều dọc gì đó, tùy theo ý của mình, tùy theo mình muốn là kéo dài theo chiều nào, để nó hiển thị hết tất cả những cái đoạn văn bản của mình. Tuy nhiên trong một vài trường hợp chúng ta sẽ chỉ muốn hiển thị nhiêu đây thôi, khổ giấy của mình chỉ có nhiêu đây thôi, mình không muốn hiển thị thêm nữa. Thì bạn để ý nè, nếu mà bất kỳ một cái khung paragraph nào mà nó hiển thị cái dấu cộng đỏ ở phía dưới như thế này, có cái dấu cộng đỏ như thế này, có nghĩa là cái đoạn văn bản đó nó vẫn còn và nó đang bị ẩn ở bên dưới chứ nó không hiển thị ra hết. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái nó gọi là link, link những cái khung paragraph này lại. Thì bạn có thể click vào cái dấu cộng này ha bạn chọn cái đoạn văn bản này ha, bạn click vào cái dấu cộng này. Và thấy con trỏ chuột của mình nó sẽ hiện lên là một cái khung giống một cái khung paragraph vậy đó. Và với cái khung này bạn sẽ kẻ một cái khung khác kế bên nó như thế này chẳng hạn. Đó, thì tự động bạn thấy nó có một cái đường nối, có nghĩa là cái đoạn văn bản này tới đây nó đã hết rồi và nó tự động nó chuyển qua cái phần cái khung kế bên nữa, cái khung bên này nữa, nó nối tiếp theo, nó nối tiếp theo ha. Đó, ví dụ như bây giờ thêm một cái đoạn nào đó vô chẳng hạn. Chẳng hạn bây giờ mình muốn fill thêm nó này, fill thêm này. Đó, cho nó dài hơn. Cho nó dài hơn như thế này. Thì bạn thấy là, còn trong trường hợp nếu chúng ta xóa bớt đi, xóa bớt một cái này đi chẳng hạn. Đó, thì tự động cái đoạn văn bản ở bên này nó sẽ đẩy lên, lúc nào nó cũng đẩy lên, nghĩa là nó đang nối tiếp với nhau. Cái nội dung của nó nó đang nối tiếp với nhau, nó chứ nó không phải là nó bị mất. Đọc tới đây là tự động nó chuyển qua đây. Và bạn muốn gõ thêm bất kỳ cái gì vào, chẳng hạn như muốn gõ thêm một cái đoạn nào đó ở đây. Xuống hàng này, bạn thấy không? nội dung của nó tự động nó cũng sẽ nhảy qua nhảy qua trong những cái ô tiếp theo chứ nó không có bị uh, mất không có bị hiển thị thiếu và trong trường hợp nếu mà cái chữ này nó dài quá đó nó dài quá thì tự động đến cái khung thứ hai này nó lại hiển thị một cái dấu cộng nghĩa là bạn biết được tới đây nó vẫn còn cái chữ ở bên dưới nữa và bạn muốn là thêm một cái ô nữa chẳng hạn Đó, bạn cũng sẽ chọn vào và chúng ta cũng chọn vào trong cái dấu cộng này. Click vào. Đó. Vẽ thêm, vẽ thêm một cái ô thứ ba. Đó, bạn thấy không? Tự động cái nội dung chữ nó cũng sẽ nối tiếp vào luôn. Khi bạn click vào này, nó sẽ hiển thị là cái cột 1 nối với cột 2, nối vô cột 3. Và cứ thế những đoạn văn bản của chúng ta nó sẽ nối tiếp, nối tiếp với nhau. Nếu mà ví dụ trong trường hợp các bạn xóa một cái ô nào đó đi, xóa một cái ô ở giữa này đi chẳng hạn, Uyên delete đi này thì tự động cái chữ của mình nó sẽ nối từ cột 1 tới cột 3 luôn, nó sẽ nối thẳng vào đây luôn, chứ nó không có bị xóa luôn cái nội dung đó. Cái là cái phần chữ ở trong cái khung đó nó vẫn còn chứ không phải nó bị xóa mất cái chữ đó luôn và nó nối từ cột 1 sang thẳng cái cột 3. Đó tùy theo nhu cầu của mình bạn thấy cái đường kẻ này bạn sẽ biết được là nó nối từ đâu tới đâu. Và với cái cách này thì cái nội dung chữ của mình nó luôn luôn có cái sự liên tục liên tục nó không có bị mất, không có bị xóa giữa chừng. Tùy trong trường hợp chỉ khi nào mà chúng ta không để ý bạn không để ý bạn mới thấy là à, cái dấu cộng ở bên dưới này này cho biết là còn chữ bạn không để ý tới nó thì lúc đó chúng ta mới bị ẩn mất cái nội dung của mình đi thôi còn lại thì chúng ta sẽ không hề không bao giờ bị mất cái phần này cả thực ra là uyên muốn chia sẻ với chúng ta nhiều hơn nữa trong cái video này về những cái công cụ cũng như là những cái lệnh làm việc với lại test ở trong adobe illustrator tuy nhiên thì uyên đang muốn là chúng ta giới hạn cái thời lượng video lại để không bị dài quá. Các bạn coi cũng không bị ngán, cũng như là Uyên dễ dàng sản xuất video hơn. Cho nên là Uyên sẽ xin phép các bạn là Uyên ngưng cái video này tại đây. Nghĩa là trong này Uyên mới chỉ chia sẻ cho chúng ta được về uh, Character Format và Paragraph Format. Ngoài ra thì còn rất là nhiều thứ khác nữa Uyên chưa kịp nói. Thì video tiếp theo Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta về những cái tính năng của phong chữ mà khi mà các bạn sử dụng Creative Cloud ở trong Adobe Illustrator nó sẽ có những cái tính năng cực kỳ đặc biệt cực kỳ hay mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái bản không có bản quyền, không sử dụng được Creative Cloud có lẽ là nó sẽ hơi bị hạn chế thì đây là những cái tính năng cũng khá là mới bởi vì bạn cũng có thể hiểu là ở Việt Nam mình á số lượng người sử dụng bản quyền cũng không được nhiều cho lắm cho nên là có thể là có nhiều bạn không biết tới những cái tính năng cực kỳ hay ho của Creative Cloud cho nên là trong video tiếp theo thì Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta về cách làm việc với phông chữ, cách mà chọn lọc phông chữ từ Creative Cloud, cách quản lý phông chữ như thế nào, rồi cách mà chúng ta sẽ lưu trữ những cái style, những cái style về character, style về paragraph ở trong Creative Cloud như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn bài ngày mai nhé. Nếu các bạn thích những video mà Uyên chia sẻ thì bạn hãy giúp Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Ngoài ra nữa thì Uyên có đính kèm trong phần mô tả video một cái group Facebook cộng đồng Uyên tạo ra nhằm giao lưu với các bạn yêu thích Adobe Illustrator cũng như là yêu thích những bài học của Uyên để chúng ta có thể cùng nhau làm bài tập này rồi chia sẻ những cái bài thực hành của mình lên và giao lưu góp ý lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Bạn nào quan tâm đến cộng đồng này bạn hãy click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video để chúng ta tham gia vào cái group Facebook này của Uyên nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, xin chào và hẹn gặp lại.